Rồi, chào những anh em đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Dương trong suốt thời gian qua luôn ha. Thì bữa nay thì vẫn như thường lệ anh em, thì Dương tới ngày thăm bé gắn. Để Dương đi lại coi cái vỏ coi Dương có giấu cái gì không, ở trước khi nào mà giới thiệu anh em biết. Thì không có giấu gì cho anh em ơi, cũng như những anh em khác thôi. Thì đây, những cái lợp gần nhà của Dương dính được con hoành mini. Rồi, lúa anh em, với lại mấy cái bao rồi cái lợp nào mà bị chuột cắn anh quấn. Lại một ít chuột nè anh em. Chuột bữa nay thì mình vừa đặt vừa tặng luôn anh em ơi, vừa tặng mấy gắn ăn thêm luôn cũng được, chuột này em rẻ lắm. Thôi đã giờ Dương lấy cái lũa xuống tay thằng bẫy đầu tiên anh em. Thì cái luồng bẫy này là cách đây một tuần rồi, tuần trước là khoảng Dương đặt là cái này cũng mới đặt luôn mà hồi tầm khoảng thứ hai thứ ba anh em, là nó mưa với lắm mưa luôn á. Bây giờ cái bẫy nằm ở trong đây mà không biết giờ Dương biết nó nằm ở đâu nữa nè, không biết còn nhớ hay không. Rồi thấy rồi, thấy cái bẫy anh em ơi, lật nghiêng lật ngửa rồi. Hiện tượng gì đây? Hiện tượng gắn khủng hay gắn gì đây? Cái đầu tiên luôn, tiền đâu rồi? Tiền đâu? Trời ơi trời, con chuột còn nguyên luôn em ơi. Cái đầu tiên không có tiền rồi. Cho em bịch lúa luôn đi, không chứ sao. Đây đặt lại anh em ơi. Ra anh em ơi. Ôi, nè mày, nặng anh em ơi. Ôi mà con này cũng bự vậy ta. Cắn gì nghe, Dương chưa biết cắn gì nữa nghe. Ôi trời. Con gì ta. Cha cha, hổ vệnh anh em ơi. Trời ơi, ngon. Ây da, con rắn này vô thức lâu, hổ vệnh đang tù lụ luôn trời. Ngon. Vô. Mấy cái thứ hai nghe anh em. Dương bứt này rồi. Mấy ngày này sao Dương cũng cút á. Ây da. Ôi da. Con vợn anh em ơi. Ôi trời, đã trời, mới cái thứ hai dính hấu vợn rồi. Ngọn lành cành đào chưa. Lập 10 ụ vuông nghe anh em. Để Dương kiểm tra coi. Con vợn này vô tắt cũng hơi lâu nghe anh em. Cái đầu của nó coi như là xấu, coi như là bánh chành hết trơn kìa anh em thấy không. À, chuột mà Dương cho lúa, cho lúa để lúa cho chuột ăn ăn nó ăn chưa chứ. Ôi trời ngon, cái thứ hai có hàng. Con này tất cả khoảng 6-7 lạng gì nghe anh em. Trời trời, sướng tê mình hết rồi. Con hổ vệnh đầu tiên của cái luồng bẫy hôm nay luôn nghe anh em. Mấy cái thứ hai hút hàng hổ vệnh nè, hơi ốm mà anh em ơi. Con hổ vệnh này nó cũng hung dữ rồi nghe. Rồi bò ra đi. Trời vậy mà không có đường ra nữa trời. Nó vô lâu quá nó ngu anh em. Trời ơi trời. Ồ à. Ồ, con này nó hơi ốm mà anh em ơi, nó yếu rồi, nó vô lâu á. Nói gì nói nhưng mà cái con này nó cũng được khoảng 8-9 lạng anh em. Con này thì nó không được ký nhưng mà được 8-9 lạng á. Ồ trời, nó thở kìa. Vô cái thứ hai mà có hàng rồi anh em, sướng kia sướng chưa. Ồ giờ anh nghe. Rồi ngon lành cành đào. Có anh em không nói chuyện được anh em. Con thứ hai nghe anh em. Thôi vô ba cái đầu tiên mà được hai em rồi ha anh em, sướng sướng rồi. Đó, chân đặt cặp ấy đơn giản luôn rồi. Này cho không dính quá, dính là nó khoét lỗ rồi. Rồi con chuột nó chết rồi trời. Sao chuột nó chết hoài thế. Ôi chuột chết rồi anh em ơi, không dính luôn. Con chuột chết luôn, vẫn không dính ta, vẫn không dính luôn, không dính luôn. Tình hình nãy giờ quá trời căng thẳng rồi anh em ơi, bây giờ thăm hết mớ bẫy rồi mà nó vẫn chưa dính nữa. Tới mấy cục tre này kìa, vô mấy cái đậu làm xôm tụ quá mà sao, sao đi trước quớt không vậy ta, không thấy hiện tượng gì trên trời. Trời ơi trời, chuột có chết queo luôn rồi. Bó tay luôn rồi.
Im quá thì im, mà chuột chết trời. Ôi, thua rồi. Thôi, chuột chết nữa, không dính luôn. Nãy giờ cũng thất thu quá anh em ơi. Chuột hổ hành từng phần, dạ. Hổ hành phân ký cỡ nào đây con. Rồi. Thấy tình hình này chống có quá anh em. Ôi là trời, thấy chưa. Chỗ này ngon lành cành đào luôn ha. Mày hả, bữa hồi từng gọi ở đây Dương cũng dính con nữa anh em. Nó bị kẹt đầu quá. Trời ngon ghê ạ. Chỗ này neo neo thế nào cũng còn vài con nữa anh em. Ngoài này tất cả 4 lạng á. Mập quay luôn trời. 4-5 lạng anh em ơi. Từng gọi là Dương dính cũng được con mới lớn nè anh em. Trời lỗi sớm giờ muốn sạc kháng luôn mới được. Con này con thứ... thứ 1, thứ 3 trời. Thua thiệt chứ. Rồi, ngon. Lâu lâu dính em hoành cũng được. Gió quá trời gió anh em. Thì ở đây trong đây Dương còn cái với lại đằng kia Dương còn cái nữa là hết 7 rồi anh em ơi. Bữa nay thắt rồi. Rồi không có hiện tượng gì hết rồi. Trời chuột đâu trời. Trời ơi, chuột chết khô gan luôn rồi. Rồi, cái bẫy này cũng là cái bẫy cuối cùng của cái luồng bẫy hôm nay luôn nha anh em. Thì cái luồng bẫy này cũng mới đặt nữa. Cái bẫy này là cái bẫy cuối cùng. Có hàng không? Cuối cùng. Rồi, vô anh em ơi. Cái cuối cùng là mấy anh em ơi. Hổ dện nữa nha. Trời ơi trời. Cái đầu tiên dính hổ dện, cái cuối cùng cũng dính hổ dện luôn. Trời ơi, hổ dện mini. Ôi, cái khu này vậy là còn hổ dện lắm luôn nha anh em. Giờ nên thì khoảng 3-4 lạng gì đó hả. Ngon ngon. Thì Dương ra đây Dương bắt gắn này rồi tổng kết số gắn luôn anh em ơi. Ôi hổ dện ngon lành cành đào. Cái cuối cùng hổ dện này tất nửa ký anh em ơi. Hổ nó gà đó. Chạy không chịu ra nữa trời. Đây giờ nước không. Trời thở khu khu. Ủa cơ sao mau anh em ơi. Hổ dện này cũng không được bự cho mấy nó nhỏ xíu à. 4-5 lạng vậy anh em. Trời ơi. Quá dữ. Ây da trời ơi. Đây. Nó đây nghe anh em. Ê, ê giặt hay chết luôn giờ. Trời trời. Con hổ dện này tất cả khoảng 4 lạng anh em. Thì để Dương lấy cái túi gắn này ra luôn nè. Bỏ nó vô luôn. Con hổ dện này có 4 lạng gì trời. Đây là phải còn hổ dện bự nữa anh em ơi. Dương tổng kết số gắn lại coi bữa nay được khoảng bao nhiêu con. Rồi, tầm có khoảng 2 kg anh em ơi. Con làm thì bữa nay được 2 hổ dện với 2-3 hổ hành nhỏ nhỏ gì đó ha. Thì cũng thêm một lần nữa Dương cảm ơn anh em đã bỏ chút thời gian quý báu của mình ra xem clip của Dương ha. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye bye.